Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xe và Đời Sống được phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Các bạn thân mến, khi mà lựa chọn tìm mua một chiếc xe hay khi bảo trì bảo dưỡng chiếc xe của mình thì nhiều người sẽ quan tâm đến việc là chiếc xe của mình có tiêu tốn nhiên liệu hay không, máy chạy có mượt hay không, có bốc hay không. Tuy nhiên thì có một phần của chiếc xe vô cùng quan trọng mà ít người dành sự quan tâm đúng mức cho nó, và đó cũng sẽ chính là chủ đề của chương trình Xe và Đời Sống của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chọn và chăm sóc lốp xe. Xin chào anh Dung. Anh Dung ơi, tôi có muốn hỏi anh một chút, đó là khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc lốp xe cho chiếc xe của mình thì sẽ cần phải ưu tiên những cái yếu tố nào ạ? Đối với đường xá Việt Nam ấy, thì mình thứ nhất là dùng cái loại lốp là thứ nhất là nó bám đường, thứ hai nữa là cái độ bền cao, thứ ba nữa là cái độ chịu áp suất tốt. Ví dụ như là mình dùng loại lốp Michelin. Ở đây thì tôi thấy là có rất nhiều loại lốp với các kích cỡ khác nhau và cái vân ở trên lốp thì cũng khác nhau. Thế thì những cái vân lốp này thì nó khác gì và những chiếc xe như thế nào thì nên lựa chọn những loại vân như thế nào? Mình lựa chọn vân lốp cho các loại xe ấy, thì vân lốp từ xe 125 phân khối trở xuống ấy thì là mình dùng vân lốp của Indonesia. Còn những cái xe mà từ 150 trở xuống ấy thì đến 125 ấy thì mình dùng vân lốp tiêu chuẩn châu Âu là City Grip của Pháp và sản xuất tại Thái. Còn những cái xe phân khối lớn hơn ấy thì mình dùng vân dọc để thứ nhất là dòng thể thao, thứ hai nữa là cái tốc độ của nó rất cao, cho nên là nó đòi hỏi ma sát cao và cái độ bám của nó tốt hơn. Khi mà nhìn vào lốp thì làm thế nào để chúng ta biết được lốp đã đến lúc mà chúng ta cần phải thay ạ? Đây tôi ví dụ cho các bạn thấy là các một cái loại lốp đã mòn mà mình sơ cứu và kiểm tra nó, thì thứ nhất là bơm căng hơi ấy, thì nó sẽ có vết rạn nứt ở cái phần gai lốp. Thứ hai nữa là ở phần mảnh lốp nó sẽ có vết rạn rất nhiều. Đấy. Thứ ba nữa là mình bề mặt này nó mòn đến cái mức độ là tầm một nửa gai của mặt lốp. Ngoài những đặc điểm như nứt hay mòn thì có một dấu hiệu nữa cũng cho chúng ta biết lốp xe cần phải thay ngay, đó là khi lốp phồng rộp. Lốp xe được cấu tạo gồm nhiều lớp khác nhau như lớp bố thép, lớp bố vải, lớp cao su. Trong đó quan trọng nhất là lớp bố thép. Lốp phồng lên là do các sợi thép ở lớp bố này bị đứt do bị vật nhọn đâm vào nhưng chưa thủng lốp, va vào vật cứng hoặc chạy lốp non trong thời gian dài và lốp không chuẩn cũng có thể dẫn đến hiện tượng phồng lốp. Hiện nay, khi chiếc xe cần thay lốp, khá nhiều người đã lựa chọn một đôi lốp với kích thước lớn hơn kích thước nguyên bản. Việc này đem lại khá nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc thay thế một đôi lốp kích thước lớn hơn cho xe đòi hỏi người dùng phải tìm hiểu kỹ càng nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng. Hiện nay thì nhiều người muốn tăng cái kích cỡ lốp xe của mình lên cho chiếc xe có vẻ hầm hố hơn và đi cũng sẽ bám đường hơn. Vậy thì nếu mà trong trường hợp mà muốn tăng kích cỡ lốp thì người dùng sẽ phải lưu ý những đặc điểm gì ạ? Mình muốn thay một chiếc lốp cỡ lớn hơn thì mình thứ nhất là mình cần lưu ý những điều là thứ nhất là mình phải chọn lốp phù hợp với cái cỡ vành của mình. Điều thứ hai thì mình không nên lên lốp cỡ quá to. Thì nếu mà lên cấp cỡ quá to ấy, thì là cái mà vòng trong của lốp ấy, thì nó bóp lại, cho nên là vòng ngoài của lốp nó sẽ bè ra. Khi mà vào cua hoặc là trời nháy trơn ấy, thì nó sẽ nguy hiểm đến cho chiếc xe của mình. Các bạn thân mến, có thể nói lốp xe là một phần rất quan trọng của chiếc xe, sẽ quyết định rất lớn đến độ an toàn khi chúng ta vận hành xe ở trên đường. Các bạn hãy luôn chú ý thực hiện đúng theo các yêu cầu, các khuyến cáo của nhà sản xuất khi mà chúng ta sử dụng lốp và thay thế lốp đúng hạn. Hy vọng là chương trình Xe và Đời Sống ngày hôm nay của chúng tôi đã cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.